Vùng đồng bằng sông Cửu Long là vùng cực nam của Việt Nam, còn được gọi là vùng đồng bằng sông Mekong, vùng đồng bằng Nam Bộ, vùng Tây Nam Bộ, Cửu Long, hoặc theo cách gọi của người dân Việt Nam ngắn gọn là miền Tây. Có một thành phố trực thuộc Trung ương và 12 tỉnh. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam năm 2019, đồng bằng sông Cửu Long là đồng bằng có tổng diện tích các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lớn nhất Việt Nam, 40.547,2 km2, và có tổng dân số toàn vùng là 17.273.630 người. Đồng bằng sông Cửu Long chiếm 13% diện tích cả nước, nhưng có gần 18% dân số cả nước. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn cả nước. Năm 2015 tăng 7,8%, trong khi cả nước tăng 6,8%. Chỉ riêng lúa đã chiếm 47% diện tích và 56% sản lượng lúa cả nước. Xuất khẩu gạo từ toàn vùng chiếm tới 90% sản lượng. Chưa kể thủy sản chiếm 70% diện tích, 40% sản lượng và 60% xuất khẩu cả nước. Qua con số trên, có thể thấy nền kinh tế của vùng đồng bằng sông Cửu Long chủ yếu dựa vào trồng trọt, mà trồng trọt thì nước đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Thế nhưng, những ngày gần đây liên tục thông tin phủ kín là việc đồng bằng sông Cửu Long đang hạn hán, thiếu nước ngọt, xâm nhập mặn kéo dài. Dài đến mức nông dân nơi đây phải cạo mặt ruộng, bán đất phù sa lấy tiền hoặc đổi lấy phân, thuốc bất chấp hệ lụy. Không chỉ bán đất, người dân vùng sông nước mênh mông bao đời nay còn đang phải đi mua nước. Chuyện tưởng đùa này lại đang hàng ngày diễn ra tại đồng bằng sông Cửu Long. Tất cả được cho là mực nước ở đồng bằng sông Cửu Long giờ đã giảm đáng kể so với những năm trước. Hạn hán và xâm nhập mặn gay gắt làm khó khăn chồng chất với đời sống người dân. Năm 2020, tình hình diễn ra nghiêm trọng hơn những năm trước rất nhiều. Hình ảnh từng nhóm người xếp hàng chờ hứng nước ngọt từ một vòi công cộng đã không còn quá xa lạ trên các phương tiện truyền thông. Nước sông Mekong thì theo như là phóng viên biết rồi, nó đã mất đến 50% lượng nước ở đầu nguồn sông Lan Thương, do Trung Quốc họ đã xây xong 8 cái đập. Trong kế hoạch xây 11 đập của họ, trong đó cái đập Tiểu Hồng và đập Cảnh Loan là nó cộng với các đập khác của họ theo một cái dây chuỗi trên dòng sông Lan Thương là họ đã giữ lại mất đến gần 50% lượng nước. Thì tôi đọc các báo cáo và các nghiên cứu khoa học thì hiện nay ở phía Trung Quốc là họ đang dự trữ đến 40 tỷ mét khối nước. Thì lượng nước về sông Mekong cũng là đã rất ít rồi. Những ai quan tâm đến dòng sông chảy qua 6 nước này đều biết cái nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng hấp hối hiện nay trước hết là do cái hệ thống các con đập khổng lồ dài hàng trăm cây số tại Việt Nam Trung Quốc. Sông Mekong là một trong những con sông lớn nhất trên thế giới, bắt nguồn từ cao nguyên Thanh Tạng, nơi sông bắt nguồn thuộc tỉnh Thanh Hải, chảy qua Trung Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan, Campuchia và đổ ra Biển Đông ở Việt Nam. Là một dòng sông chảy xuyên suốt qua nhiều nước như vậy mà Trung Quốc lại đang tâm chặn nó, biến nó thành từng vũng hồ, khi mà cho xây tới hàng chục đập thủy điện lớn nhỏ ngay đầu nguồn dòng sông này. Tính đến đầu năm 2016, Trung Quốc đã hoàn thành ít nhất 8 đập thủy điện chính trên sông Lan Thương, dòng chính tại thượng nguồn sông Mekong và đang xây tối thiểu thêm 4 đập nữa. Người ta lo ngại rằng các đập này sẽ ngăn cản chuyển động của trầm tích và sẽ gây thiệt hại cho nông nghiệp và nghề cá ở phía hạ lưu. Không chịu thua kém, Lào và Campuchia cũng có kế hoạch xây dựng các đập thủy điện, bất chấp sự phản đối. Trung Quốc cũng thực hiện việc nạo vét các tảng đá và cồn cát từ dòng chảy để tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông. Không chỉ Trung Quốc mà Lào cũng làm như vậy. Các nhà môi trường cho rằng điều này sẽ làm tăng sự lưu thông nước và kết quả của nó là sự gia tăng xói mòn cũng như gây thiệt hại cho nguồn cá. Pháp luật quốc tế có hẳn một cái công ước quốc tế về việc sử dụng tài nguyên nước. Trong đó có những cái nguyên tắc rất cơ bản. Đó là vấn đề sử dụng tài nguyên nước một cách hợp lý và không được gây hại cho nhau. Các nước ven sông không được gây hại cho nhau.
Đó. Thế thì ở đây cái câu chuyện mà về tài nguyên nước đấy, thì cho đến nay thì tôi cũng chưa có một cái thông tin nào chính thức cho biết rằng Việt Nam đã tham gia cái công ước này. Công ước này là rất nhiều bên, đúng không? Và chúng ta biết là cái việc tranh chấp nhau về liên quan đến tài nguyên nước đấy, thì hậu quả của nó có thể xảy ra rất là lớn, thậm chí xung đột và chiến tranh. Cái điều này đã từng xảy ra với Ai Cập và một số nước khi mà sử dụng cái tài nguyên nước của cái dòng sông Nile, đúng không ạ? Cái việc này cũng đã từng xảy ra nhiều cái tranh chấp mà phải kiện cáo nhau ở các nước châu Âu khi liên quan đến cái dòng sông Rhine đấy, về chất lượng nước, về số lượng nước. Thế thì đây là câu chuyện là pháp luật quốc tế, đúng không ạ? Do đó cho nên cái nguyên tắc chung trong cái sử dụng tài nguyên nước đấy, đó là các quốc gia phải sử dụng cái nguồn nước, nguồn tài nguyên nước đó đấy một cách hợp lý, sao cho không gây hại đến lợi ích của quốc gia khác. Đấy là nguyên tắc chung. Đấy, những cái nguyên tắc chung lớn như vậy thì trong luật quốc tế có chứ không phải không có. Còn vấn đề chúng ta vận dụng như thế nào, đúng không? Trong cái quan hệ với các nước láng giềng đó, thì nó là cả một câu chuyện. Và hơn nữa, các nước đó có phải là thành viên của công ước đó không, nó cũng lại là một câu chuyện nữa, đúng không? Nhưng mà về luật pháp quốc tế là người ta có cả một cái khuôn khổ pháp lý về việc sử dụng cái tài nguyên nước quốc tế, có nghĩa là cái nguồn tài nguyên nước đó nó đi qua lãnh thổ của nhiều quốc gia. Việt Nam là một trong những quốc gia đã lên tiếng mạnh mẽ về các tác động của những hoạt động làm thay đổi chế độ thủy văn của sông Mekong, do có đồng bằng sông Cửu Long là nơi chịu tác động trực tiếp của những thay đổi. Đặc biệt là đợt hạn hán miền Nam Việt Nam 2016 được cho là do lượng nước đổ về đồng bằng sông Cửu Long từ sông Mekong bị giảm mạnh do hệ thống các đập thủy điện được nhiều quốc gia xây dựng trên dòng chính của con sông. Việt Nam đã tìm cách phản đối việc xây dựng đập trên dòng Mekong, nhưng các công ty đầu tư thì đang chạy đua trong việc xây dựng thủy điện trên các phụ lưu. Hiện nay thì đối với cái cương vị là chủ tịch ASEAN thì Việt Nam có thể làm gì để thúc đẩy cái sự hợp tác nhiều hơn, hiệu quả hơn cho cái vấn đề Mekong? Thì nhiều ý kiến mà bản thân tôi cũng chia sẻ với các ý kiến đó là Việt Nam cần có một cái chiến lược tổng thể, nó dài hạn, tầm trung và trước mắt, để có thể thực hiện được cái chính sách đã đang phối hợp với các cường quốc hàng đầu, trong đấy có Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản. Về chiến lược dài hạn ấy, thì phải nói thêm rằng là vì chủ tịch ASEAN nó chỉ kéo dài trong một năm thôi, cho nên vấn đề là làm sao sau một năm nữa Việt Nam vẫn là nước đồng dẫn dắt, tức là anh vẫn phải cùng với Mỹ, Nhật để thúc đẩy ưu tiên cao nhất các cái dự án hiện nay, đặc biệt là cái dự án sáng kiến hạn nguồn sông Mekong của Mỹ và những cái cam kết của Nhật Bản hỗ trợ các nước ở lưu vực sông Mekong có giá trị tổng lên đến gần 7 tỷ đô la. Thì cái cam kết của Nhật Bản hỗ trợ các nước ở khu vực này đó, cũng như các dự án của Mỹ đó, là quá trình thúc đẩy cái này đó, nó là một vấn đề rất là quan trọng. Thì bây giờ trong quá trình thúc đẩy các dự án này, cũng như thì ta phải luôn ý thức được rằng là trong quá trình thúc đẩy cái này hay là vấn đề xây dựng cái bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông, thì tất cả những cái này phải đặt trong cái cuộc đấu tranh chống lại cái chính sách mở rộng ảnh hưởng một cách thái quá, như là cái lời nguyền về địa lý của Trung Quốc đối với Đông Nam Á. Cái Ủy ban sông Mekong Việt Nam là nó phải có xây dựng được một cái tầm nhìn dài hạn để mà dẫn dắt, để mà phối hợp, để thúc đẩy các cái hoạt động tại MRC, tức là tại cái Ủy hội sông Mekong. Về tầm trung thì phải nói là làm thế nào phải nêu rõ cái chính sách hai mặt của số nước, tức là anh là gây tác nhân chính, nhưng mà anh nhiều khi lại đóng vai trò như là nạn nhân khi mà phối hợp về cái sự tác giữa các nước. Ngoại trưởng Vương Nghị trong một cái họp gần đây hồi tháng 7 năm ngoái thì có tuyên bố là Thái Lan mà đau khổ thì Trung Quốc cũng đau khổ. Nhưng mà Trung Quốc làm thế nào mà đau khổ được khi mà cái đoạn Mekong chảy qua sông Trung Quốc nó cũng dài khoảng 2.130 cây số và là sông Lan Thương đó, thì trên đó Trung Quốc đã xây dựng khoảng 20 cái đập thủy điện. Cho nên cái này là phải cảnh báo ngay những cái hệ lụy nhãn tiền trong việc xây các cái đập ở thượng nguồn. Mà không chỉ vấn đề xây đập, mà ở đây còn có vấn đề các cái kế hoạch mở rộng và nạo vét lòng sông
rồi thì tập trung vào chuyện kiểm soát dòng chảy, rồi các cái cuộc tuần tra trên sông ngoài biên giới và áp lực của một số bên trong trong việc đưa ra các cái quy định để nhằm quản trị cái dòng sông theo cái cách mà nó làm suy yếu các cái thể chế quốc tế đã có được. Thì đấy là vấn đề tập trung. Còn về trước mắt thì Việt Nam rõ ràng tính toán lại cái việc mà bỏ vốn hình như đến 3.8% đúng không, cùng xây dựng một cái con đập luông Prabang khổng lồ cho sông Mekong, thì cái con sông cái công suất của cái đập này nó hình như lên đến 1.400 MW, thì tháng 4 tới đây là khởi công rồi này. Thế nhưng bất chấp tất cả, dự án thủy điện Luông Pha Bang vẫn được khởi động vào năm 2007. Ước tính vốn đầu tư xây dựng cơ bản là 2 tỷ đô la Mỹ, gồm Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam PV Power là 38%, phía Lào là 25%, các đối tác khác là 37%. Lúc đó, dự kiến nhà máy thủy điện hoạt động thương mại vào năm 2014. Tuy nhiên, nhiều tổ chức liên chính phủ khi chính phủ phản đối vì lo ngại tác động xấu cho môi trường cùng cơ chế tính giá điện chưa rõ ràng nên kế hoạch xây dựng bị trì hoãn. Giữa tháng 2 năm 2019, Bộ Năng lượng và Mỏ nước của Lào làm việc với PV Power về các vấn đề liên quan để khởi động lại dự án. Tháng 6 năm 2019, PV Power tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp xây dựng cơ chế chính sách đầu tư dự án thủy điện Luông Pha Bang. Ngày 31 tháng 7 năm 2019, chính phủ Lào chính thức có báo cáo kế hoạch xây dựng mới với Ủy ban sông Mekong để chuẩn bị cho quá trình tham vấn. Dự án thủy điện đập dâng này dự kiến hoàn thành vào năm 2027, vận hành liên tục quanh năm và sản xuất 1.460 MW điện, để sản xuất ra có thể được bán sang Thái Lan và Việt Nam từ năm 2027. Các nghiên cứu của Đan Mạch, Ủy hội sông Mekong đã chỉ ra, nếu xây dựng thủy điện Luông Pha Bang thì sự tác động xấu đến Việt Nam là rất rõ ràng. Những tác động về môi trường đã rất rõ, còn về kinh tế, việc đầu tư xây dựng thủy điện Luông Pha Bang liệu có hiệu quả? Khi Lào họ muốn làm thì họ tính tới hiệu quả kinh tế của họ, vì sẽ sản xuất ra thủy điện, mà thủy điện hiện nay là nguồn thu lớn nhất của nước Lào và cũng là sản phẩm lớn nhất mà Lào vừa có thể cung cấp cho nước mình để tự lực và đồng thời có thể xuất khẩu sang một loạt các nước láng giềng khác như Thái Lan, Campuchia, Việt Nam, Trung Quốc v.v. Cho nên đối với Lào thì lợi ích của việc làm đập thủy điện này là lớn. Còn tất nhiên bên cạnh lợi ích kinh tế thì kể cả Lào cũng sẽ phải trả giá về các vấn đề môi trường, cuộc sống của người dân đảo lộn, rồi văn hóa, xã hội v.v. Những cái đó thì họ sẽ phải tự tính toán họ trả. Thế nhưng mà đối với chung con sông Mekong thì tôi nghĩ là lợi ích kinh tế của nó không như ta nói là lợi bất cập hại. Lợi thì có thể có lợi đấy về thủy điện, nhưng mà hại cho cả con sông Mekong và toàn bộ cái vùng sinh thái của con sông Mekong này là rất lớn, như người ta đã chứng minh qua việc Trung Quốc xây dựng một loạt các đập thủy điện ở đầu nguồn. Thế còn đối với nước liên quan và lại là nước muốn tham gia đầu tư là Việt Nam thì rõ ràng là lại càng trong tình trạng là lợi bất cập hại. Chúng ta có thể đầu tư vào Lào và có thể là trong dự án đó Lào có lợi nhất định và Việt Nam cũng được chia sẻ lợi ích đó. Chúng ta có thể có thêm nguồn cung từ thủy điện ở Lào để bù đắp cho nguồn cung còn đang thiếu hụt hoặc là tương lai sẽ thiếu hụt ở Việt Nam sau này. Nhưng cái hại lớn nhất cho Việt Nam là toàn bộ cái vùng sinh thái của đồng bằng sông Cửu Long sẽ bị đe dọa. Đồng bằng sông Cửu Long là nơi mà về kinh tế nông nghiệp là lớn nhất của Việt Nam, kể cả về cung ứng cho trong nước, nuôi sống cả đất nước gần 100 triệu dân, vừa là xuất khẩu. Riêng đồng bằng sông Cửu Long thì cung cấp tới khoảng 60% tổng lương thực của cả nước và tới khoảng 80-90% lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam ra thế giới. Chưa kể là tất cả các sản phẩm khác như là thủy sản từ nuôi trên sông rồi tất cả cái vùng đồng bằng đó với bao nhiêu loại cây trái với bao nhiêu sản vật địa phương sản xuất ra vừa phục vụ cho thị trường trong nước vừa để xuất khẩu. Thì đây là một cái nguồn rất lớn về kinh tế của Việt Nam. Hai nữa là cuộc sống của đồng bằng sông Cửu Long là cuộc sống của 18 triệu người dân đang sống ở đó. Vùng đó là vùng mà có tiềm năng phát triển vẫn còn rất lớn của Việt Nam. Thế mà nếu như làm đập thủy điện Luang Prabang này thì cái nơi mà bị đe dọa nhiều nhất chính là đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Cho nên nếu mà Việt Nam tham gia đầu tư vào với Lào thì có thể là tập đoàn dầu khí, điện của dầu khí được hưởng lợi nhất định. Nhưng mà cái hại cho cả một vùng như thế tôi nghĩ là không đáng trả giá một chút nào cả.
mà cái mà làm được của dầu khí trở thành là gây tác hại cho nền kinh tế và trở thành có tội với 18 triệu dân đồng bằng sông Cửu Long, có tội với 100 triệu người Việt Nam. Thì tôi cho là dự án này hoàn toàn không nên làm và không thể làm được. Làm như vậy thì cái thiệt hại cho mình không, đến bây giờ tôi nói thật cũng chưa tính toán được hết đâu. Bởi vì chúng ta đều biết với điều kiện biến đổi khí hậu thì mỗi một tác động vào con sông hoặc là vào các vấn đề môi trường không đúng đắn thì hệ quả của nó có thể lớn hơn rất nhiều, chứ không chỉ hạn chế ở con sông đó ở một vùng hẹp nhất định, mà nó có một cái tác động lan tỏa khác rất lớn, tác động di chuyển rất lớn sang các lĩnh vực khác nữa, các vùng khác nữa. Thế thì tôi nghĩ là lại rõ ràng dự án này là dự án hoàn toàn không nên làm và Việt Nam không thể làm được. Tiếc rằng cũng đã có nhiều ý kiến của các chuyên gia phản biện, nhưng mà cho đến bây giờ thì dường như Tập đoàn Dầu khí vẫn quyết tâm làm và chính phủ vẫn ủng hộ Tập đoàn Dầu khí để làm việc đó. Vậy là đã rõ, hệ lụy của việc xây dựng hàng dài đập thủy điện trên dòng sông Mekong đã hiện hữu và ngày càng tác động cực kỳ xấu đến vùng đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và nền kinh tế của đất nước ta nói chung. Thiết nghĩ PV Power cũng cần nghiêm túc xem xét thấu đáo việc nên hay không nên góp vốn xây dựng thủy điện Luang Prabang. Và Việt Nam cũng cần lên tiếng phản đối mạnh mẽ hơn nữa trong việc các nước đầu nguồn sông Mekong xây thủy điện để bảo vệ chính chúng ta.